Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh truyền thông của TC Trung Chính Audio. Ở những video trước thì chúng ta đã có phần unbox sản phẩm, đánh giá và review nhanh rồi. Và trong video sản phẩm hôm nay thì em sẽ cùng anh chị đi review đánh giá chi tiết về bộ trộn Dynacore MX-E5 DSP Matrix Mix Engine. Mời quý khách hàng hãy cùng em đi theo dõi chi tiết nhé. Dynacore là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, được biết đến với chất lượng sản phẩm cao cấp và công nghệ tiên tiến. Với hơn 70 năm kinh nghiệm, Dynacore đã cung cấp các giải pháp âm thanh vượt trội cho nhiều sự kiện và không gian khác nhau, từ sân khấu lớn đến hội trường nhỏ. Bộ trộn Dynacore MX-E5 DSP Matrix Mix Engine cho ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu chỉnh âm thanh, đặc biệt là các không gian và hệ thống ngày càng phức tạp. Đây là sản phẩm DSP mới nhất của nhà Dynacore. Công nghệ DSP là công nghệ rất là quen thuộc với người dùng rồi phải không ạ? Trong bộ trộn này thì DSP mang đến những tính năng còn tuyệt vời hơn nữa. Công nghệ DSP, Digital Signal Processing, xử lý tín hiệu số, được sử dụng để cải thiện chất lượng âm thanh thông qua các quá trình lọc, nén, tăng cường và giảm nhiễu, đồng thời cho phép điều chỉnh các tham số như là cân bằng, độ trễ và động lực học. DSP còn hỗ trợ trộn và định tuyến tín hiệu âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau, xử lý tín hiệu trong thời gian thực, mã hóa và giải mã trong truyền thông kỹ thuật số, giảm tiếng ồn và phản hồi, cũng như là tăng cường âm thanh vòm và tạo hiệu ứng âm thanh, tạo ra trải nghiệm nghe sống động và phong phú. Về tổng quan thiết kế thì đây là một thiết bị hỗ trợ âm thanh khá là nhỏ gọn, tạo nên tính thẩm mỹ nhất định cho không gian kỹ thuật khi mà lắp đặt. Ngoài ra thì thiết kế kim loại cũng sẽ giúp bộ trộn này bền bỉ, tuổi thọ cũng theo đó mà dài hơn, hạn chế được những tác động lực và làm giảm tính thẩm mỹ. Mặt trước và mặt sau của thiết bị thì được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuyên nghiệp. Nếu chúng ta nhìn vào bảng điều khiển mặt trước thì chúng ta sẽ thấy có một số đèn báo biểu hiện trạng thái của các cổng vào và ra. Màn hình chính thì cho phép lựa chọn cũng như là kiểm tra một số thông tin như là địa chỉ IP và thêm các cài đặt người dùng mà bạn có thể đã tải lên. Ở phía bên thì chúng ta có thêm một số đèn báo tín hiệu biểu hiện trạng thái nguồn điện, chế độ chờ và một đèn màu xanh đang sáng để chỉ rằng chúng ta đang kết nối với mạng Omnio. Omnio, mạng được phát triển bởi tập đoàn Boss, được sử dụng trong tất cả các sản phẩm chuyên nghiệp từ hệ thống âm thanh công cộng đến hội nghị và âm thanh chuyên nghiệp. Nói một cách đơn giản thì MX-E5 DSP kết hợp Dante với tiêu chuẩn MAES-70, do đó bất kỳ thiết bị nào sử dụng Dante Audio thì có thể được tích hợp với thiết bị này. Khi nhìn vào mặt sau thì quý khách sẽ thấy cổng kết nối nguồn điện và công tắc nguồn, cũng như là các cổng kết nối và điều khiển logic. Nhà sản xuất cũng cung cấp những tính năng đầy đủ tích hợp vào phần mềm Sonic Q. Phần này thì sẽ được nói chi tiết ở video hướng dẫn sử dụng và vận hành sản phẩm. Quý khách có thể quan sát thấy các cổng mạng, cổng điều khiển cùng các đầu vào và đầu ra âm thanh, tất cả thì đều được sắp xếp hợp lý và dễ sử dụng. Chúng ta có 3 cổng Internet, bao gồm 2 cổng Dante và 1 cổng Omnio, bao gồm 1 cổng chính và 1 cổng phụ. Điều này thì sẽ cho phép người dùng có thêm một nguồn dự phòng trong hệ thống. Một điểm nổi bật mà Phương Nguyên muốn nhấn mạnh trong video này chính là phần tính năng của sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến khả năng trộn 24x24 kênh. Điều này thì sẽ giúp người dùng linh hoạt trong việc định tuyến tín hiệu. Nói một cách đơn giản chính là kết nối và định tuyến các đầu vào và đầu ra âm thanh theo nhu cầu cụ thể và phụ thuộc vào điều kiện môi trường âm thanh. Tiếp đến là khả năng trộn âm thanh chuyên nghiệp. Thiết bị này thì cho phép chúng ta kiểm soát chính xác và tinh chỉnh âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng như là biểu diễn trực tiếp, hội nghị, sân vận động, nhà hát và các sự kiện lớn. Ngoài ra, hệ thống 24x24 kênh dễ dàng tích hợp với các thiết bị âm thanh khác như micro, loa, bộ khuếch đại và các thiết bị xử lý tín hiệu, đặc biệt là loa của Electrovoice, micro hội thảo của Boss. Điều này giúp tạo ra một hệ thống âm thanh đồng bộ và hiệu quả. Tính năng tiếp theo mà Phương Nguyên muốn nói đến là khả năng giám sát nội bộ cũng như là theo dõi hệ thống. Với 12 đầu vào analog, 8 đầu ra analog, 24 đầu vào và đầu ra mạng Omnio Dante thì người dùng có thể điều khiển và giám sát hệ thống trực tiếp. Người dùng còn có thể hoàn toàn an tâm về khả năng hỗ trợ nhờ mạng âm thanh dự phòng của thiết bị bất cứ lúc nào. Và cuối cùng là khả năng kết nối cùng phần mềm Sonic Q được Dynacore thiết kế riêng nhằm phục vụ cho điều khiển hệ thống âm thanh nhanh, đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra thì thiết bị của chúng ta còn được tích hợp dòng MX-E. Đây là dòng mà có nhiều preset được cài đặt sẵn, các bộ khuếch đại từ xa và liên kết với thiết bị ngoại vi khác. Để thiết bị của chúng ta hoạt động được thì đầu tiên chúng ta cần có một nguồn điện đầu vào.
Tiếp đó là kết nối với các nguồn đầu vào như micro, thiết bị phát nhạc như là máy tính, đầu CD. Và đầu ra âm thanh sẽ là loa nếu loa đó có sẵn công suất bên trong, với bộ khuếch đại để âm thanh được tăng cường trước khi truyền ra loa hoặc là phát qua tai nghe để theo dõi. Về hiệu suất thì MX-E5 không hề làm bạn thất vọng với khả năng xử lý tín hiệu 48/96 kHz. Thiết bị này thì mang lại âm thanh rõ ràng, chi tiết và trung thực. Điều này sẽ rất quan trọng trong các sự kiện yêu cầu chất lượng âm thanh cao như là biểu diễn nhạc sống, hội nghị quốc tế và các buổi biểu diễn nghệ thuật. MX-E5 thực sự là một giải pháp toàn diện cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ sân vận động, nhà hát, nhà thờ hiện đại, trung tâm nghệ thuật đến các trung tâm hội nghị và câu lạc bộ. MX-E5 đều đáp ứng tốt mọi yêu cầu âm thanh. Với phần mềm Sonic Q, việc điều khiển và giám sát hệ thống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. Dynaco MX-E5 DSP Matrix Mix Engine thực sự là một thiết bị âm thanh chuyên nghiệp và đỉnh cao, từ thiết kế chắc chắn, tính năng mạnh mẽ đến hiệu suất vượt trội. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh hoàn hảo cho sự kiện của mình, MX-E5 chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video review chi tiết về Dynaco MX-E5. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về thiết bị, vui lòng liên hệ qua website chuongchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng tôi để cập nhật những sản phẩm âm thanh mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào! Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.